Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tìm Mới Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Bị khởi tố hai tội, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile đối diện khung hình phạt nào? Với việc bị khởi tố hai tội danh buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm đang đối diện với khung hình phạt nào? Tối ngày 14 tháng 5, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, gọi tắt là Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm. Bị can Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm bị khởi tố về tội buôn lậu quy định tại khoản 4 điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định trên và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 xác định đường dây tội phạm do Bùi Quang Huy chủ mưu cầm đầu. Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Liên quan tới vụ việc trên, nhiều bạn đọc thắc mắc với việc bị khởi tố hai tội danh, các đối tượng trong vụ án đối mặt với khung hình phạt nào. Trao đổi với phóng viên về thắc mắc của người dân, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, tội buôn lậu có quy định, người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hình phạt sẽ tăng lên theo mức độ hành vi vi phạm của phạm tội. Theo đó, người phạm tội sẽ bị xử lý ở khoản 4, tội buôn lậu với hình phạt tù từ 12 đến 20 năm nếu hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau. Vật phạm pháp trị giá 1 tỷ đồng trở lên, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên, lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với việc bị khởi tố ở khoản 4 tội buôn lậu, các bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty Nhật Cường sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm. Ngoài việc bị áp dụng các hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm ngành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ngoài ra, pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại tội buôn lậu có thể bị phạt tiền cao nhất 15 tỷ đồng, tạm đình chỉ kinh doanh từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm, luật sư Tuấn Anh cho biết. Về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, điều 221, luật sư Tuấn Anh cho biết, các bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khoản 3 phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên của điều 221 sẽ đối mặt với khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Người phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng cũng có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, luật sư Tuấn Anh nói. Theo luật sư, với các trường hợp phạm nhiều tội, khi đưa ra xét xử, tòa sẽ đưa ra hình phạt chung theo điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, hình phạt chung đối với hình phạt tù có thời hạn sẽ không vượt quá 30 năm. Trong vụ án xảy ra ở Công ty Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm bị khởi tố ở hai tội danh, khung hình phạt ở mỗi tội danh cao nhất là 20 năm tù. Như vậy, trong trường hợp bị truy tố ở các tội trên, các bị can sẽ đối mặt với khung hình phạt chung cao nhất là 30 năm tù, luật sư Tuấn Anh cho hay. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, nhiều tổ công tác của Bộ Công an đã đồng loạt có mặt để tiến hành khám xét các cửa hàng Nhật Cường Mobile của Công ty Nhật Cường. Tại cơ sở Nhật Cường Mobile ở số 33 Lý Quốc Sư và Trung tâm Bảo hành ở C4 Giảng Võ, sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật được đóng gói trong các thùng cắt tông cỡ lớn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tìm Mới Online để cập nhật những tin tức mới nhất.